Sẵn mình quay máy lại máy xe đạp cho anh em hối đây này. Đó. Con này là Yamaha nha anh em, Yamaha này thấy không? Yamaha này. Con này là Yamaha còn cái bình luôn nha. Có một con đây này, không còn cái bình này. Đây con này là của Panasonic nha, nó mất cái yên rồi nha anh em. Ở đây đài mà cũng còn nhiều nha. Đài bơm bóc này. Máy in. Đài bán dẫn này. Rundit này anh em thấy không? Con này hiểu gì cũng là đây. Đây mình có một con âm ly nè anh em, con này là con này chạy 4 sò sát nha, IDT nè, con này một cô đó. Con này 569 nè anh em ơi, 6970 nha. Con này của Đức luôn nè. Chỗ này có 4 sò. Còn có máy anh em hỏi con này nè. Đó mình quay sẵn trên này nếu mà có thấy thì vô coi luôn. Đó, chỗ đây mình có mấy cái đây cái kiểu như mấy cái code này nè, nó cắt tần số rồi này nọ này. Nè. Nhưng mấy cái đây là đỡ mình cho nhiều đầu vô anh em. Đó, anh em chơi nhạc hay cái gì đó. Cái này này của Nhật nha, mấy cái này của Nhật, điện 100V.